Phần
nhãn quan xa tính vân vân, cả căn lời đồn của chúng tùy theo chỗ nán đồ nơi nơi, tự nói văn tự chẳng đồng. Niên kỷ hoàng lớn hoàng nhỏ cùng lai, hiện nói thế nhảm nghĩa ban lai, dùng ca trí phương tìm nói pháp vi diệu, có thể làm cho chúng sinh phan lòng vui mừng. Ca Việt Nam tự như lai thấy những chúng sinh ở nơi ở pháp tiêu thừa đứng mong tội nặng phân vì người đó. Ta lung trễ xuân gia được vô thường trình đăng chính giá, nhưng thân từ ta cần phần nhưng lại lâu xa giường anh. Chỉ dùng phương tiện giáo hoa chúng sinh kiến vào phần đạo, nên nói như thế cả thiên nam tử kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoa chúng sinh. Hoàng nói thân mình, hoàng nói thân người, hoàng chỉ thân mình, hoàng chỉ thân người, hoàng chỉ việc mình, hoàng chỉ việc người. Càng lời nói đều thân chẳng dối, vì sao? Vì đứng như lại đúng như thần thầy biết tướng của tam giới. Không có sinh tử hoàng thối, hoàng có cũng không ở đời, và diệt đó chẳng phải thơ, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải gì, chẳng phải như ba cõi mà thấy nơi ba cõi các biển như thế Như Lai thấy rõ. Không có sai lầm bởi cả chúng sanh, có các món tình, các món dục, các món hành, các món nhớ tưởng phân biệt, muốn làm cho sinh các căn lành nên dùng bao nhiêu nhân duyên. Thí dụ ngôn từ các căn nói phàm, chỗ làm phân chưa chưa từng tạm bỏ như thế, từ ta thành phần nhận lại thật là lâu xa thọ mệnh vô lượng, tăng kỳ kiếp thương còn chẳng mất. Ca Thiền Nam tự ta tư tu hành đạo Bồ Tát tam thân thọ mệnh nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên những nay, chẳng phải từng diện đồ mà bèn cướp nói sẽ diện đồ. Đứng Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sinh, vì sao? Vì nếu phần ở lâu nơi đời thì người đứng mong chánh trong gông lanh nghèo cùng hiền hạ, mưa nằm món dụng xa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiên. Nếu thấy Đứng Như Lai thường còn chẳng mất bên sinh lòng, làm trẻ chẳng có thể sinh ra ý tưởng có gầm gơ, cùng lòng cung kính cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng. Thì kêu bài biển ca đứng vọng ra đời, khó có thể gầm gơ, vì sao? Những người đứng mong trải qua trăm nghìn muôn kiếp, hoàng có người thấy phần hoặc người chẳng thấy, do việc này nên ta nói rằng. Thì kheo Đứng Như Lai có thể được thấy, cả chúng sinh đó nghe lời như thế, ăn trẻ sinh đi tưởng có gầm gỡ, ôm lòng nguyên bồ khác hưởng nơi phần bền trong gông lành, cho nên Đứng Như Lai giàu chẳng việc mà nói diện đồn. Lại Thiện Nam từ phương pháp của cả Đấng Phật Như Lai đều như thế, vì độ chúng sinh đều từng chẳng dối, ví như vì lương y trí tuệ sang suốt khéo luyện phương thua
si các bánh người đó nhiều con cái hoặc mười hai mươi. Những đến số trăm do coi sự duyên đến hướng xa khá sao lũng đó ca người con muôn thuốc đồng ca thuốc khoa muôn loạn lăng lộn trên đơn bay giờ người cha từ nước xa trở về nhà ca con muôn thuốc đồng hoặc người mất bản tâm. Hoàng chẳng mắng xa tới cha về đều rộng vui mừng quỳ lại hỏi thăm an lành về an ổn chúng con ngủ thì làm muôn thuốc đầu xin cứu lành cho lại ban kho mền cho chúng con. Cha thấy các con khổ nào như thế y theo các kinh phương tìm cổ thu có mùi sắc về ngon thấy đều đầy đủ đăng nghiêm hòa hợp đưa bảo các con uống mà nói rằng thu đại lương dường này mùi sắc về ngon thấy đều đầy đủ đều tôn liền bèn uống đó bên trừ đường lạnh mầm ngoài ra những người thân tâm thấy cha về giàu cũng vui mừng hỏi thăm cầu xin chi bệnh xong sao thuốc cho mà không chịu uống vì sao vì hơi đồng đã thâm nhầm làm mất bản tâm nơi thuốc có thơm đêm này mà cho là không ngon người cha nghĩ rằng người con này đang thương bị trúng độc tâm đều điên đau giàu thấy ta về mừng cầu xin cứu lành nhưng thua con như thế mà chẳng chịu uống nay ta bài chưa phương tiện khiến chúng uống thuốc này nghĩ thế rồi liền bảo rằng các con phải biết ta này già suy giờ chết đã đến thuốc lương dược tốt này nay để ở đây các con nên lấy uống cho lo không lành bảo thế đến nước khác hai thư bề nói cha các người đã trên bây giờ các con nghe cha trên lòng rất sầu khổ mà nghĩ rằng nếu cha ta còn thương xót chúng ta có thể được cứu hộ hôm nay bỏ ta xa cha nơ nửa các thư nghĩ mình nay coi cũng không có chỗ cậy nhờ lòng thường bi cam tâm bèn kinh ngộ biết hôm này sáng hương vị ngon liền lấy uống đó bàn đồng đều lành người cha nghe ta có đều đã lành mạnh liền trở về cho ta con đều thấy ca thiền nam tử ý ông nghĩ cha và có người nào có thể nói ông lượng ý đó mất tội hư dối chân thưa thế con không thể được phần nói ta cũng như thế từ khi thành phần đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ứng na do ta tăng trì kiếm vì chúng sinh dùng sơ phương tiện nói sẽ diệt đồ cũng không ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗi khi đó đừng thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng từ ta cần phân lại trải qua cả kiếp số vô lượng trăm nghìn muôn a tăng kỳ ức năm thương nói pháp giáo hóa vô số ơn chúng sinh kiên vào nơi phần đạo đến nay vô lượng kiếp vì độ chúng sinh vậy
phương tiền hiện niết bàn mà thân chẳng diệt đồn. Thường trụ đây nói pháp ta thường trụ ở đây dùng ca sân thân thông khiến chúng sinh điên đạo vào gần mà chẳng thấy chung tay ta di lộ rồng cung giang xa lời thấy đều hoài liên mô mà sinh lòng khang ngương. Chúng sinh đã tin vọng hay thường ý nhiêu hoa một lòng muốn thấy phần chẳng tử tía thân mình giờ ta cùng chúng tăng đều đã gọi lên thư ta nói với chúng sinh thường ở đây chẳng diện. Vì dùng sơn phương tiền hiện có nhiều chẳng diện nữa cả có chúng sinh lòng cùng kinh tình nhào ta ở lại trong đó vì nói pháp vô thường ông chẳng nghe việc đó chỉ nói ta diễn đồ ta thấy ca chúng sinh chìm ở trong khổ não nên chẳng vì hiền thân. Cho kia sinh ca ngưỡng nhân tâm kia liên mô hiện ra vì nói pháp cứ thân thông như thế tầng kiếm lúc lửa nó tiêu đốn. Cõi ta đây an ổn trời người thường đóng vầy vườn rừng các nhà ra những món bao tràng nghìn cây bao nhiều hoa trái cho chúng sinh vui chơi các trời thanh trong trời thường rồi những khi nhà rưới hoa măng đà phần và đại chúng tinh độ ta chẳng hư mà chúng tay cháy ra lo sợ ca khổ nào như thế đều đầy giấy ca chúng sinh tội đó vì nhân duyên nghiệp dữ quá tâm kỳ kim chẳng nghe tên tam bảo người nhu hòa thấy thần có tu cả con đường trời đều thấy thân ta ở tại đây nói phá hoang lũng về chúng này nói phần thọ vô lượng người lâu mới thấy qua vì nói phần khó gầm phi lưng và như thế tuệ quang soi vô lượng thọ mệnh vô số kiếp tu hành lâu cảm được cả không tri chớ ở đây sinh nghi nên dưng kiến hình hằng lời phần thần không dối như lường y chưa khéo vì đế trì cuồng tấn thần còn mà nói trên không thể nói hư dối ta là cha trong đời cứu cánh người đau khổ vì phạm phu điên đạo thần còn mà nói gì vì cớ thường thấy ta mà sinh lòng kêu tư buồn lung ham ngũ dùng xa vào trong đường giữ ta thương biết chúng sanh hành đạo chẳng hành đạo tùy chỗ đang đổ đưa về nói ca phạm môn hằng từ khi thế này lấy gì cho chúng sinh đưa vào về vô thương mau thành tựu thân phần. Diệu pháp liên hoa phẩm phân biệt công đức thứ mười bảy lúc bây giờ trong đại hội nghe phật nói thọ mệnh thiên số dài lâu như thế vô lượng vô biên vô số chúng sinh được lợi ích lớn khi đó đức thế tôn bảo ngài Di Lặc đại bồ dẫn ra lúc đó ta nói đứng như lại thọ mệnh dài lâu như thế có sáu trăm tám
ta hằng hà sa. Chúng sinh được phó sinh pháp nhận lại có đại bồ tát nghìn lần gấm bồi được muôn văn kỳ đà la ni lại có muôn thế giới phi trần số đại bồ tát đường nhạo thuyết vô ngại biện tài lại có một thế giới phi trần số đại bồ lại có nhị thiên trung quân độ vi trần số đại bồ tát chuyển được pháp luân thanh tịnh lại có tiểu thiên quân độ vi trần số đại bồ tát tam đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có bốn tứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát đời sẽ được chính đẳng chính giác. Lại có ba tứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát ba đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có hai tứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát hai đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có một tứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát một đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có tam thế giới vi trần số chúng sinh đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Lung đứng phần nói ca vì đại bồ tát đo đường pháp lời trên giữa không dưới hoa mang đà la hoa ma mang đà la đề đại vô lượng trăm nghìn muôn ưng càng đừng phần ngồi tranh tòa sư tử dưới gông cây bao và rải đứng tinh ca mâu ni phần cùng đứng đa bự vẫn ngồi trên tòa sư tử thấy trong tham bảy báo cùng rải tinh ca can đại bồ tát và bốn bộ chúng lại rơi bồ cổ chiên đang trầm thủy hướng vân vân trong hư không trống trời từ kêu tiếng hay sâu xa. Lại đại nghìn thứ thiên y thông can chuỗi ngọc chân châu chuỗi châu ma ni chuỗi châu như ý khắp cả chín phương càng lò hương bảo đó hương vô giá tự nhiên cầm đàn cùng vàng đại chúng. Trên mọi đứng còn có các vị bồ tát nắm cầm phan lòng thứ để mà lên đến trời vàng tiên. Các vị bồ tát đó dùng tiếng tâm hay ca vô lượng bài tung mang ơi khen ca đứng phần. Khi ấy ngài Di Lặc bồ tát từ chỗ ngồi đứng dậy trình áo bài vai hư chấm tay hướng về phía phần mà nói kể rằng phần nói pháp nên có từ xưa chưa từng nghe. Thế Tôn có chân lắng thọ mệnh chẳng thể lượng vô số các phần tử nghe. Thế Tôn phần biệt nói được pháp lợi đó vui mừng đầy khánh thân hoàng trụ bần bần thói hoàng được đà la ni. Hoàng vô ngài nhào thuyết muôn ưng tiên tổng trì hoàng có cõi đại thiên số bi trần bồ tát mỗi vị đều nói được pháp luân bần thổi
chuyển hoàn có trung thiên giới cho vi trần Bồ Tát. Mỗi vị đều có thể chuyên pháp luân thanh tịnh, lại có tiểu thiên giới chỗ vi trần Bồ Tát, còn như lại tam đời sẽ được thành Phật đạo. Lại có bốn ba hai tử thiên hạ như thế, chỗ vi trần Bồ Tát theo số đời thành Phật hoàn mộng tứ thiên hạ. Chẳng Bồ Tát còn dư có một đời sẽ thành nhân kia trí hàng chúng sinh như thế, nghe phần thọ dài lao được vô lượng quả bao vô lậu răng thanh tịnh. Lại có tam thế giới cho vị trần chúng sinh nghe phần nói thọ mình đều quan tâm vô thường thế có lời hình như không vô biên. Lưỡi hoa thiên mang đà hoa ma ha mang đà thánh phàm như ăn xa vô số cõi vần đánh dưới chiên đàn trầm thủy lặng chẳng loạn xa xuống như chiến bay liền xuống rai cùng cản đứng phần. Trong trời trong hư không tự nhiên vang tiếng màu áo trời nghìn muôn thứ xoay chuyển mà rơi xuống ta lọ hương đèn bao đỏ hương quý vô giá tự nhiên đều cùng thánh cúng vàng trang thế tôn. Chúng đại Bồ Tát kia cầm phan lòng bày báo cao đẹp muôn ức thư thứ phàm thiên trước môi môi đừng quà trạng bảo treo phán to cung dùng nghìn muôn kể cả bình cá như lai. Như thế các món việc từ xưa chưa từng có nghe phần thọ vô lượng tăng khá đều vui mừng phần tiếng đồn mười phương rộng lợi ích chúng sinh tăng cả đủ căn lành để trợ tâm vô thường. Lúc bây giờ phần bao ngại gì lần đại Bồ Tát á dẫn đã có chúng sinh nào nghe đến phần thọ mệnh dài lâu như thế nhận đến có thể xin một niềm tin giải được công đức không thể hạn lượng được. Nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân vì đạo vô thượng chính đẳng chính gia trong tám mươi muôn ức na do ta kiếp tu năm Phật Ma La Mận Vô Thị Ma La Mận Trì Giới Ba La Mận. Nhận dùng ba la mật tinh tấn, ba la mật thuyền định, ba la mật trừ trí tuệ, ba la mật đem công đức này sanh với công đức tín giải chưa trăm phần trăm nghìn muôn ưng phần chẳng kiếm một. Nhận đến tính đêm thì dù không thể biết được, nếu thiền nam tự thiền nữ nhân có công đức như thế mà thối thân nơi vô thường chính đẳng chính gia thời khuya không có lệ đòn. Khi ai đứng thế con muốn viên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, cầu tuệ Phật trong tám mươi muôn ứng na do tha kiếm số tu năm ba la mận ở trong cán kiếm đó bố thí cúng dường phần. Và duyên giang đệ tử cùng ta chung Bồ Tát đồ uống ăn báo là thượng phùng và đồ nằm chiến đang dừng tính xa dung vườn rừng trang nghiêm bố thí như thế tại càng món đều vi diệu.
đề hồi hướng Phật đạo nếu lại nhìn căn giới thanh tịnh không thiếu sót cầu nơi đạo vô thường được các phần khiến người nếu lại tu nhẫn nhục trụ nơi chỗ điều du dầu các an đến hài tâm đó chẳng quên đồng. Các người có được pháp cứu lòng tăng thường mang thì bọn này kinh não như thế đều nhận được hoàn lại chiên tinh tân trí niệm thường bền vững trong vô lượng ngưng kim một lòng chẳng thể thôi lại trong vô số kiếp trụ nơi chỗ vắng vẻ. Hoàng ngồi hoàng kinh hành trừ ngũ thường nhiếm tâm do các nhân duyên đó hay sinh ca thuyền định tám mươi ức muôn kiếp an trụ tâm chẳng loạn đem phước thuyền định đo nguyện cầu đạo vô thường. Ta được những thế trí tăng ngàn ca thuyền định người đó trong trăm nghìn muôn ngư kiếp không đương này như trên đã nói đó có thiện nam thiên nữ nghe ta nói thọ mừng nhận đến bồ niệm tin phước đại hương phước kia nếu người tròn không có tăng ca căng nghi hối thân tâm dày lãng tiền phường đó nhiều như thế nếu có căn bồ tát vô lượng tin thành đạo nghĩa ta nói thọ mừng đây thời tin nhận được các hàng người như thế định thù kinh điển này nguyện ta thở về lại sống lao đồ chúng sinh như thế con ngày nay vừa trong ca phò thánh đạo tràn rền tiếng lớn nói pháp không xa xa chúng ta đời về lại được mọi người tôn kính lúc ngồi nơi đạo tràng tối thọ mình cùng thế nếu có người thâm tâm trong sạch mà ngay thân hồng rộng hay tống trì tùy nghĩa giải lời bằng những người như thế đó nơi đây không có gì. Lại A Dân đã đeo có người nghe nói đừng phân thọ mệnh dài lâu hiểu ý thu của lời nói đó người này được công đức không có hàng lượng có thể sinh tuệ vô thường của Như Lai. Huống là người rộng nghe kinh này hoàng bảo người nghe hoàng tự thù trì hoàng bao người thù trì hoàng tử chép hoàng bao người chép hoàng đem hoa hương chuỗi ngọc tràn phán lòng nhiễu dầu thơm đèn nên cung vàng quyền kinh công đức của người này vô lượng vô biên có thể sinh nhật thiết chủng ký A Dần đa nêu thiền nam tự thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mệnh dài lâu xin lòng tin yêu chân tời chính là thấy đức phật tường ở núi Kỳ Xa Quật cùng chung Bồ Tát lên và hàng thánh văn vây quanh nói pháp lại thấy cõi ta bà này đấng bằng lưu ly ngang liền bằng thẳng dây vàng gì mà phù đàn để ngăn tam nẻo đường cây bao bảy hàng căn đài lầu nhà thấy đều căn thứ bao hầm thành chúng Bồ Tát đều ở trong đó nếu có người tưởng quán đường như thế phải biết đó là tưởng tình hiểu sao chẳng qua là sao đức như là gì đồ nếu có người nghe kinh này mà không chê bai xin lòng quỷ phải biết đó đã tưởng tình hiểu sao chẳng muốn là người đồng tùng thù trì kinh này người
chẳng cần lại vì ta ma dân chùa tham và các tăng phường dùng bôn sứ cúng vàng. Để cúng dường chúng tăng về cha vì thiện nam tử thiện nữ nhân đó thù thì đồng tùng kinh điên này trời là đã dẫn tham tao lập tăng phương cùng dường chúng tăng thời là đem xa lời của phần dẫn tham bãi bao. Cao rồng nhỏ lần lên đến trời phàm thiên treo ca khoan lòng và các linh báo hoa hương chùi ngồng hương bột hương xoa hương đồ cảm trong kỳ nhà không tiêu ống định không hầu can thưa mua chơi. Dùng tiếng dòng tốt ca ngâm khen ngợi thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ứng kiếp đã làm việc cùng vàng đó rồi a dần đa nếu sau khi ta diệt đồ nghe kinh điển này có người hãy thu trì hoàng tử chép hoàng bao người chém. Đó là dừng làm tăng phương dùng gô chiên đàn đó làm cung điện nhà cửa 32 sở cao bằng tám cây đa là cao rộng nghiêm đẹp trăm nghìn tỳ kheo ở nơi trong đó vườn rừng áo thăm chỗ kinh hành. Hàng ngồi thiền y phong đồ ngang nhường nền thuốc thang tấn cả đồ vui dày đài trong đó tâm phương có ngân ấy trăm nghìn muôn ngân nhà trang như thế số đó nhiều vô lượng dùng để hiền tiền cúng vàng nơi ta và tùy theo tăng. Cho nên ta nói sao khi Như Lai diện đồ nếu có người thù trì đồng tùng vì người khác nói hoang mình chép hoang bao người chép cung giang kinh quyền thời chẳng cần là dân chùa tham và tạo lập tăng phương cúng dường chúng tăng. Muôn loài có người hay thu trì kinh này mà gồm tu hành bộ thi trì giới nhân nhục tinh tăng nhân tâm trí tuệ công đức của người đây đơn thù thắng vô lượng vô biên thủy như không đông tây nam bằng bốn phía trên dưới vô lượng vô biên. Công đức của người đó cũng lại như thế vô lượng vô biên mau đánh bằng những tia chủng trí nếu có người đồng tung thủ trì kinh này vì người khác nói hoàng tử chép hoàng bao người chém lại có thể dựng ta cùng tạo lập tăng phương cũng vàng. Thiên người chúng thanh văn tăng cũng dùng trăm nghìn muôn pha người khen mà người khen công đức của Bồ Tát lai vì người ta dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh phẩm hoa này. Lại có thể văn tinh trì giới cùng người nhu hoa mà chúng cùng ở nhận nhục không sang chi niệm bền vững thường quý ngồi thuyền được các món định sâu tinh tăng mạnh mẽ nhiếp cá pháp lành căn lành chi sang giỏi gàng hỏi đáp a dần đa nếu sau khi ta diệt đồ ca thiền nam tư thiền nữ nhân thù trì đồng cùng kinh điển này lại có ca công đứng lành như thế. Phải biết người đó đã đến đạo tràng gần vô thượng chính đang chính giác ngồi dưới gông đạo thùa dần ra cho cô thiền nam tư cùng thiền nữ nhân đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi. Trong đó bèn lên tay tham tăng ca trời người đều vai cúng dạng như tham của Phật khi ấy
Đấng Thế Tôn muốn truyền lại nghĩa trên mà nói kể rằng: sau khi ta diệu độ hay phụng tri kinh này, người đó phúc vô lượng như trên đã nói đó, đó thôi là đầy đủ tâm ta ca cung giang dùng xa lời xây tam bài bào để trang nghiêm. Chùa chiền rất cao rộng nhỏ lần đang phạm thiên linh bao nghìn muôn ngân gió đông vạn thiên màu lại trong vô lượng kiếp mà cung vàng thăm đó hoa hương ca chuỗi hồng thiên y cán trí nhàn thấm đèn dầu nến thơm quanh khâm thường soi sang lúc đời ác mà pháp người hay trì kinh này thời là đã đầy đủ ca cúng vàng như trên nếu hay trì kinh này thời như phân hiền tài dùng ngưu đầu chiến đang dựng tăng phường cung vàng nhà 32 sợ cao 8 cây đã la đồ ngoan y phùng tô dương năm đều đầy đủ trăm nghìn chúng nương ơn vườn rừng cát ao tâm cho kinh hành ngồi thuyền ca môn đều nghiêm tôn nếu có lòng tin hiểu thù trì động tụng biên nếu lại bảo người biên và cũng dàn kinh quyển rải hoa hương hương bột dùng tu mãn chim bạc A đề mục đa và ứng vào thường đốt đó người cũng dạng như thế được công đức vô lượng như không vô biên phước đó cũng như thế uống lại trì kinh này gồm bố thí trì giới nhận dùng ơ thuyền đinh chẳng sân chẳng ăn có cung kinh nơi tham miếu kim hà cán tỳ kheo xa lìa tâm từ cao thường nghĩ suy trí tuệ có rằng hỏi chẳng chẳng tùy thuận về dạy nói nếu làm được hành đó không được chẳng lường được nếu thấy pháp xưa này nên còn được như thế phải dùng hoa trời đại áo trời trầm mà thân kia đâu mẫn tim chân lầy xin lòng tưởng như phần lại nên nghĩ thế này chẳng lâu đến đau thù được vô lậu vô vi rộng lời các ngươi trời chỗ trụ trì của kia kinh hành hoàng ngồi nằm nhân đến nói một kề trong đây nên xài pháp trang nghiêm cho tôn đẹp các món đem cung vàng văn từ ở chỗ này thời là phân thu dũng thường ở nơi trong đó kinh hành và ngồi nằm kinh diệu pháp biên hoa quyền thứ năm toàn cầu an là bốn pháp bền tu thân được kê châu nội tiếng nhà ba coi vải đã vinh bản và tính đều đò xa giới chúng ngộ vô sinh nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát đứng văn thù cài cao vừa dâm chân xuyên bền giữ môn pháp được an nhiên từ đấng vọt lên chúng nhiều nghìn ngài A Dần đa trùng tuyên thọ lượng rộng vô biên nam mô A Dần đa bồ tát nam mô A Dần đa bồ tát nam mô A Dần đa bồ tát kinh diệu pháp liên hoa phẩm tỳ công đức thứ 18 luân bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát ban phần rằng Thế Tôn nếu có
có thiên nam tử thiền nữ nhân nào nghe kinh pháp hoa này mà tùy đoan. Được bao nhiêu phong đấng liền nói kể rằng sau khi phân diệt đồ có người nghe kinh này nếu hay tùy đó lại được bao nhiêu phong khi đó phân bao ngài Di Lặc Bồ Tát rằng A Dần Đa sau khi Như Lai diệt đồ nếu có thi kheo thì kheo ni ưu bà tăng ưu bà di và người trí khang hoàng lớn hoàng nhỏ nghe kinh này mà tùy rồi từ trong pháp hồi ra đến chỗ khác. Hoàng tài tăng phương hoàng chùa vắng về hoàng thành ăn đường xa xóm làng ruộng rẫy đem pháp đúng như chùa đã nghe mà về cha mẹ tôn thân thiền hữu tri thức tùy xưng diễn nói. Các người đó nghe rồi tùy lại đi chuyên dạy người khác, người khác nghe rồi cũng tùy chuyên dạy xoay vần như thế đến người thứ 50 A Dần Đa công đức tùy của thiền nam tử thiền nữ nhân thứ 50 đó. Nay ta nói ông phải lòng nghe nè, 400 muôn ức vô số thế giới có sao đường chúng sinh trong bốn loài sinh đoạn sinh thái sinh tâm sinh hóa sinh hoạn có hình không hình có tượng không tượng. Chẳng phải có tướng, chẳng phải không tướng, không chân hai chân, bốn chân nhiều chân, tất cả trong số chúng sinh nhờ thế có người cầu cũng tùy theo đó, tinh của chúng muốn đều cung cấp cho đó. Mọi mọi chúng sanh cho ca trăm bà có quan bạc lưu ly xa từ mà não sang hô hổ phanh đầy cả diêm phù đề và voi ngựa xe cổ bay bao làm cành những cung điện lầu gác vân vân. Vì đại thí chủ đó vô thí như thế đủ 80 năm rồi mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sinh những đồ ưa thinh tùy theo ý muốn, nhưng chúng sinh này đều đã già suy tuổi qua 80 tông bạc mặn nhân gần chết chẳng lòng. Ta phải dùng phần pháp mà dạy bao diệu dân chúng liền nhóm chúng sinh đó tuyên bài pháp giáo hóa chỉ dạy lợi ích vui mừng đồng thời đường đạo Tu Đa Hoàng đạo Tư Đa Hàm đạo A Na Hàm đạo A La Hán. Chân hết ca hữu lậu với những thuyền định sáu a đều được từ tài đủ tám mối giải thoát. Ý ông nghĩ sao công đức của vị đại thí chủ đó đưa có nhiều chẳng ai Di Lặc bằng phần rằng thế tôn công đức của người đó rất nhiều vô lượng vô biên nếu vị thí chủ đó chi thí cho tất cả đồ ưa tính cho chúng sinh. Công đức đã vô lượng rồi muốn là làm cho đều được quả là hán phần bào ngài Di Lặc ta nay răn rẽ nói cùng ông mười đó đem tăng cả đồ vui tinh thi cho sao đường chúng sinh trong 400 ứng vô trụ thế giới lại kiến được quả là công đức của người đó được chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia nghe một bài kệ kinh pháp hoa mà tùy trăm phần nghìn phần trăm nghìn muôn ứng phần chẳng bằng một phần. Nhờ
nhận đến kinh đêm đi, dù không thể biết được A Dân Đa, người thứ 50 như thế xoay vòng nghệ kinh Pháp Hoa công đức tùy, còn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ huống là người tôi chớ ở trong hồi nghe kinh mà tùy. Phun đó lại hơn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ không có thể chẳng đường lại A Dần Đa, nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phương hoàng ngồi hoàng đứng trong chốn la nghe nhân nhờ công đức đó chuyển thân sinh ra được voi ngựa xe con kiều cang bằng trăng bao to đêm bằng thường và đường ở thiên cung, nếu có người ngồi trong chỗ giảm phán sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe hoặc chia chỗ cho ngồi công đức của người đó chuyển thân được cho ngồi của đệ tinh. Hoàng cho ngồi của Phạm Vương, hoàng cho ngồi của Chuyển Luân Thanh Vương, A Dần Đa nếu lại có người nói với người ca rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe liền nhân lời bao nhân đến nghe trong giây la công đức của người đó. Chuyển thân được với Đà La Ni Bồ Tát xin chung môn chỗ khăn tinh lanh lời có trí tuệ trăm nghìn muôn đời trong chẳng ngọng cấm ơi miệng chẳng hôi lười thường không bệnh miệng cũng không bệnh răng chẳng đêm giờ chẳng vàng chẳng thương. Cùng chẳng thiếu rung chẳng xó lê chẳng xéo gài môi chẳng chớ cùng chẳng rung tâm chẳng thô rinh chẳng ghê mồm cùng chẳng chân hư cùng chẳng tống vèo chẳng dài chẳng lớn cùng chẳng đêm nam không có cẳng cương nam chề. Mũi chẳng dẹp dẹp cùng chẳng tông gây sáng măng chẳng đen chẳng hẹp dài cùng chẳng hóm dài không có tất cả thường chẳng đáng ngừa mọi lời rằng đeo tay đều miếng tốt mũi lưng cao thẳng diện mạo tròn đầy. Mày cao và dài trang rộng bằng thẳng tướng người đầy đủ đời đời sinh ra thấy Phật nghe Pháp tiếng nhân lời giải bao A Dần Đa người hay xem khuyên ơi một người kiến qua nghe Pháp mà không đứng như thầy. Thuôn là một lòng nghe nói đau tung lại ở trong đại chúng vì người phân biệt đúng như lời dạy mà tu hành khi đó đừng thề con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người trong pháp hội được nghe kinh điển này nhận đến một bài kệ tùy vì người đó xoay vần dài như thế đến người thứ 50 người rộng sao đưa phun này sẽ phân biệt đó như có đại thì chủ trung tâm vô lượng chúng đầy đủ 80 năm tùy ý chúng ưa muôn thay chúng tướng già suy tông ba và mắng nhắn răng thưa thân cô gầy nghĩ kia sắp phải trên ta này phải nên dây cho chúng đương đạo quà liền vì phương tiện nói pháp niên bằng chân thần đời đều chẳng bền chẳng như bọn bóng ánh nắng các người đều nên phải mau sinh lòng nhàn lìa các người nghe pháp đó đều được a la đầy đủ sao thần thông ba mình tam dài có người năm mới rõ sao nghe một kệ tùy người này phúng hơn kia không thể suy dù được xoay vần nghe như thế phúng
còn vô lượng huống là trong pháp hồi. Người tùy hỷ ban đầu nếu có khuyên một người dân đến nghe pháp hoa rằng kinh này răng màu nghiền muôn kiếp có gắn liền nhận lời qua nghe nhận đến nghe dày la phùng bao của người đó. Nay nên phân biệt nói đời đời miệng không bền răng chẳng thưa vàng đen môi chẳng dài theo thiếu không có tưởng đang chê lười chẳng khô đèn ngắn mũi cao lớn và ngay. Trang rộng và bằng thẳng mập mong đều đoán nghiêm đưa người thấy hứa mến hơi miệng không hôi nhớ mũi thơm hoa thường từ trong miệng ra nếu cổ đến tăng phường muốn nghe kinh pháp hoa dài lát nghe vui mừng. Nay sẽ nói phúng đo sao sinh trong trời người được voi ngựa xe tố kêu căng bằng trăm bao cùng trời cùng điên trời. Nếu trong trò giảng khóa khuyên người ngồi nghe kinh nhân về phung đó được tòa thân phàm chuyển luân hương là một lòng nghe giải nói nghĩa thu kinh đúng như phàm mà thu phục đó chẳng lường được. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phán thư công đức thứ mười chín lúc bây giờ phần bảo ngài thường tinh tiếng đại bồ tát gần nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân thủ trì kinh pháp hoa này hoằng đọc hoằng tụng hoằng giải nói hoằng biên chép người đó sẽ được phán trăm công đức nơi mắt. Một nghìn hai trăm công đức nơi tai, tám trăm công đức nơi mũi, một nghìn hai trăm công đức nơi lưỡi, tám trăm công đức nơi thân, một nghìn hai trăm công đức nơi dùng những công đức này trang nghiêm sao căn đều được thanh tịnh. Thiện nam tử và thiện nữ dân đó nhục nhãn thanh tịnh của cha sinh. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra thấy khắp cõi tam thiên đại thiên trong ngoài có những núi rừng trong biển dưới lên địa ngục a tỳ trên đến cõi trời hữu định cùng thấy tất cả chúng sinh trong đó và nghiệm nhân duyên quả bao chỗ sinh ra thảy đều thấy đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người ở trong chúng dùng tâm không sợ sệt nói kinh pháp hoa này ông nghe công đức đó người đó được tám trăm công đức thù thắng nhãn do dùng đây trang nghiêm măng kia rơi thân tình mắt thịt cha mẹ sinh thấy cả cõi tham thiên trong ngoài núi tu di núi tu di thiên vi và các núi rừng xa biển lớn nương sông ngoài dưới đến ngùng a tỳ
trời hữu định chúng sinh ở trong đó tất cả đều thấy rõ, dầu chưa được thiên nhãn chứng nhục nhãn như thế. Lại nữa thường thân thiên nếu người thiền nam tư thiền nữ nhân thù trì kinh này hoàng đọc hoàng tùng hoàng biên chép hoàng giải nói được 1200 nhị công đức dùng mà tai thanh tịnh đoan nghe căn còi tám thiên dưới lên địa ngục vô gián trên đến trời hữu định trong ngoài ca cứ lời lẽ giọng tiếng tiếng voi tiếng ngựa tiếng xe tiếng trâu tiếng khóc là tiếng buồn than tiếng khóc tiếng trong tiếng chuông tiếng linh tiếng cười tiếng nói tiếng trai tiếng gai tiếng đồng tử tiếng đồng mà nữ tiếng pháp tiếng phi pháp tiếng khổ tiếng vui tiếng phàm phu tiếng thanh nhân tiếng đáng ưa tiếng chẳng đáng ưa tiếng trời tiếng rồng tiếng gia xoa tiếng càng tháng ba tiếng a tu la tiếng ca lâu la tiếng cận na la tiếng ma hầu la già tiếng lửa tiếng nước tiếng gió tiếng địa ngục tiếng chúng sinh tiếng ngà quỷ tiếng tỳ kheo tiếng tỳ kheo ni tiếng thanh văn tiếng bích chi phật tiếng bồ tát tiếng phật nói tóm đó trong cõi tam thiên đại thiên tất cả trong ngoài có ca thứ tiếng dầu chưa được tiếng nhị dùng tai tâm thường thâm tình của cha mẹ sinh thầy đều nghe biết phân biệt ca cứ tiếng tâm như thế mà chẳng ngư nhĩ căn lung đó đừng thế tôn muộn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng tai cha mẹ sinh ra trong sẵn không đục nhân dùng tai thường này nghe ca tiếng còi tám thiên tiếng voi ngựa trâu xe tiếng chung linh loa cổ tiếng cầm sắc không hầu tiếng ông tiêu ông địch tiếng ca hay thanh tình nghe đó mà chẳng ham tiếng vô số giống người nghe đều hiểu rõ đường lại nghe trời tiếng ca đấng nhiệm màu và nghe tiếng trai gái tiếng đồng tử đồng nữ trong núi trong hang hiểm tiếng ca lăng tăng và cùng mền các thiên thai đều nghe tiếng của nó địa ngục càng đau đớn ca thử tiếng đồng khổ ngà quỷ đôi ca bước tiếng tìm cầu uống ăn các hàng a tu la ở nơi bên biển lớn lung cùng nhau nói năng vàng ra tiếng tâm lớn như thế người nói phàm ăn trụ ở trong đây xa nghe càng tiếng đó mà chẳng trong còi nước mười phương cầm thú kêu hộ nhau người nói kinh pháp hoa ở đây đều nghe đó trên căn trời phạm thiên quang âm cùng biến tình nhận đến trời hữu định tiếng tâm của kia nói pháp tư ở nơi đây thấy đều được nghe đó chúng tỳ kheo và các tỳ kheo ni hoặc đồng tùng kinh điển hoặc vì người khác nói pháp cư ở nơi đây
hãy đều được nghe đó lại có các Bồ Tát đồng tụng nơi kinh Pháp Hoằng về người khác nói soạn tâm dài nghĩa kinh ca tiên tâm như thế thầy đều được nghe đó ca Phật đấng đại thánh giao hóa hàng chúng sinh ở trong căn đại hội diễn nói pháp nhiệm màu người trì pháp hoa này thầy đều được nghe đó cõi tam thiên đại thiên ca thiên tâm trong ngoài như nên ngùng a tỳ trên đến trời hữu định đều nghe tiếng tâm kia mà chẳng hư nhị căn vì tai kia sáng lẹ đều hay phân biệt biết người trì kinh pháp hoan dầu chưa được khen nhị chỉ dùng mà tái sinh ra công đứng đà như thế lại nữa thường sinh tiên nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân thù trì kinh này hoặc đọc hoặc tùng hoàng giải nói hoàng biến chép tròn nên tám trăm tỷ công đứng dùng tỷ khăn thâm tình đó người thâm còi tám thiên đại thiên trên dưới trong ngoài ca thứ mùi mùi hoa tô mạn na mùi hoa xà đề mùi hoa màng lời mùi hoa chim bằm mùi hoa mùi hoa sen trắng mùi cây có hoa mùi cây có trái mùi cây chiên đàn mùi trầm thủy mùi đa ma la bà mùi đa già la đanh trăm nghìn thứ hoa lồng hoàng là bồ hoàng là viên hoàng là hướng có người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt và lại đó biết mùi chúng sinh mùi voi mùi ngựa mùi dê mùi trâu vân vân mùi trai mùi gái mùi đồng nữ và mùi có cây lâm rừng hoặc gần hoặc xa bao nhiêu thứ mùi có ra thầy đều được người rõ biết chẳng nhầm người trì kinh này giàu ở nơi đây cũng ngửi mùi trên cán coi trời mùi cây ba lợi chất đa la cây câu bê đà la cùng mùi hoa mang đà la hoa đại mang đà la hoa mang thù xa hoa đại mang thù xa mùi gỗ chiên đàn trầm thủy ca thư hương bồ mùi cán hoa đẹp cán thư hương trời như thế hòa hợp thoáng ra mùi thơm đều ngửi biên lại ngửi mùi nơi thân của ca quy trời mùi của thánh đế hoàng nhân lúng ở trên thắng điện năm món dùng vui chơi hoặc mùi lúng ở trên diệu pháp đường vì ca vì trời đào lời nói phá văn mùi lúng vào chơi trong vườn cùng mùi nơi thân của các vị trời nam nữ ca thấy đều xa người biết xoay vần như thế nhận đến trời phạm thanh trên đến mùi nơi thân các vị trời hữu định cũng đều người biết qua người mùi hương của các vị trời đốt và mùi thanh vân mùi bích chi phần mùi bồ tát mùi nơi thân các đứng phần cũng đều xa người biết cho của đó dầu người biết
không sai, nếu muốn phân biệt vì người khác nói ghi nhớ không nhầm. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, người đó mỗi thân tình ở trong thế giới này hoàng và thơm hoàng hôi trang thư đều người biết. Tô Mạng Na Xa Đề Đà Ma La Chiên Đàn Trầm Thủy và mùi quế mùi can thư hoa trai và mùi ca chúng sinh mùi nam tử nữ nhân nơi nói pháp ở xa người mùi biết chỗ nào đại thế chuyển luân vương tiểu chuyển luân và con bay tôi có cùng nhân người mùi biết chỗ nào chân bưu đeo nơi thân cùng tàn máu trong đấng bao nữ của luân vương người hương biết chỗ nào mọi người đều nghiêm thân y vùng và chuỗi ngọc ca thơ xoa thân người mùi biệt thân kia cán trời hoàng đi ngồi và chơi và thằng biết người kỳ pháp hoa này người mùi đều biết được cán cây hoa trái hộp và mùi thơm dầu tô người trì kinh ở đây đều biết ở chỗ nào cán núi chỗ sâu hiểm cây chiên đàn nở hoa chúng sinh ở trong đó người mùi đều ngôi thiếp khi biển lớn ca chúng sinh trong đấng người trì kinh người mùi đều biển đó ở đâu trai gái a tu la là quyến thuộc của chúng lung đánh cải vào chơi người hương đều biển được đồng trong chỗ hiện trợ sư tử voi hầm trôi bò rừng sâu nước tài người hương biết chỗ ở nếu có người nghiêng trường chưa đỏ trai hay gái công căn và phi nhân người mùi đều biết đường do về chân người mùi biết người mới nghiêng chữa thành tử hay chân thành an vui để con cũng do vì sinh người mùi biết tâm niệm trai gái lòng nhiễm dục ngu hờn cũng biết người tu hành cá phùng tàn trong đấng vàng bà cá trắng bào đồ đồng chủ đừng chưa nghe nói đều biết đưa ca thứ chuỗi ngọc máu không ai biết giá mấy người mùi biết mắt để cho sáng thức ở đâu ca thứ hoa trên trời mạn đà mạn thu xa cây ba lời chất đa người mùi đều biết được ca cung điển trên trời thượng trung hạ trai tha ca hoa báo trang nghiêm người hương đều biết được thân điện vườn rừng trời các nhà diệu pháp đường ở trong đó vui chơi người mùi đều biết được ca trời hoặc nghe pháp hoặc lúc hưởng ngủ dục lại qua đi ngồi nằm người mùi đều biết được thiên nữ mặc y phục hoa hương tốn trang nghiêm lúc quanh cầm vào chơi người mùi đều biết được lần lượt lên như thế nhận đến trời phạm thêm nhằm thuyền cùng xuân thuyền người mùi đều biết được trời quang âm biến tình nhận đến nơi ở đỉnh mới sinh và nuôi trên người hương đều biết được cả hàng tỳ kheo chung nơi pháp thường tinh tiên hoàng ngồi hoàng kinh hành
Bồ Tát chi bàn chân ngôi thuyền hoàng độc tùng hoặc vì người nói pháp người mùi đều biết được nơi nơi chỗ thể con đường mọi người cung tinh. Thương chúng mà nói pháp người mùi đều biết được chúng sinh ở trước phòng nghe kinh đều vui mừng đúng pháp mà tu hành người mùi đều biết được dầu chưa được vô lòng. Pháp sinh từ Bồ Tát mà người trì kính đây trước được tướng mùi này lại đưa thường tính tiếng nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân tu trì kính này hoặc đọc văn tùng hoàng giải nói hoặc biên chép được 1.200 thì công đức những món hoàng tố hoặc sâu hoàng ngon hoàng dở và các vật đắng chát ở trên đời của người đó đều biến thành vị ngon như vị cam lộ trên trời cũng món nào là chẳng ngon nếu được thì căn đó ở trong đài chúng nói pháp có chỗ diễn ra tiếng sau màu có thể vào tâm chúng đều làm cho vui mừng chứng thinh lại các vị thiên tử thiên nữ các trời thích phàm nghe tiếng tâm thâm diệu này diễn nói ngôn luận thứ đề thầy đều đến nghe và cả hàng long nữ giả xoan và có nữ càng tháng bà càng tháng bà nữ á tô la và tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di quân vương vương tử quần thần quyên thuộc tiểu chuyển luân vương đại chuyển luân vương bày bao nghìn người có cung quyến thuộc trong ngoài ngồi cung điện đồng đến nghe pháp vì vì bồ tát này theo nói pháp nên hàng bà la môn cư sĩ nhân dân trong trọn đời theo hầu cung dưỡng lại các thanh văn binh chi phần bồ tát ca đứng phần thường ưa thấy người đó ở chỗ nào ca đứng phần đều xoay về phía đó nội pháp người đó đều hay thu trì tất cả phần pháp lại có thể nói ra tiếng pháp sâu mộng khi đó đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng người đó lời thanh tình tròn thông thu vì sau người đó ăn uống chi đều biến thành cam đồn dùng tiếng hay thâm tình ở trong chúng nói pháp đem tham nhân viên dù dẫn dắt lòng chúng sinh người nghe đều vui mừng bày đồ cung gian có ca trời rồng giả xoa cùng a tu la thầy đều dùng lòng cung kính mà đồng đến nghe pháp người nói kinh pháp đó nếu muốn dùng tiếng mộ khâm cùng còi tám tiếng tuy liền được đến đại tiểu chuyển luân vương và nghìn con quyến thuộc trăm tay lòng cung kính đường đến nghe thụ phạm cán trời rồng giá xoan là xa tỳ xa xà cùng dùng lòng vui mừng thương ưa đến cũng vàng phạm thiên vương ma vương tử
đường đến chỗ người đó các phận cùng đệ tử nghe người nói tiếng pháp thương nhớ giữ gìn cho hoặc là lúc gì hiện thân lại nữa thường sinh tiên nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thu trì đồng cùng hoàng giải nói hoàng biến xem được tám trăm thân công đứng được thân thanh tịnh như lưu ly rằng chúng sinh ưa thấy vì thân đó trong rằng nên chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên lũng sinh lũng cha trần giới cao sâu tinh chỗ lành chỗ dữ vân vân đều hiện rõ trong đó và núi Thiên Phi núi Đại Thiên Phi núi Di Lâu núi Đại Di Lâu vân vân các núi cùng chúng sinh ở trong đó đều hiện rõ thông thông dưới đến địa ngục thì trên đến trời hữu định cảnh và cùng chúng sinh đều hiện rõ trong thân hoặc là thân văn viên giác bồ tát cùng chư phật nói và đều hiện sanh tương ở trong thân bây giờ đức thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người trì pháp hoa thân thể rất thân tình như lưu ly thành kia chúng sinh đều ưa thay lại như gương sáng sành đều thấy ca sắc tương bồ tát nơi tịnh thân thấy cả vật trong đời chỉ riêng mình thấy rõ người khác không thấy được trong cõi nước tam thiên tất cả các chúng sanh trời người a tu la địa ngục quỷ súc sinh ca thắm tường như thế đều hiện rõ trong thần cung điện của các trời nhận đến trời ở đến núi Thiết Vi Di Lâu núi Ma Ha Di Lâu các biển nương lớn thay đều hiện ở trong thân các phật cùng thanh văn phần tử bồ tát thải hoàng riêng hoàng tại chúng nói pháp thay đều hiện vào chưa được diệu thân pháp tinh rằng can lão dùng thân thanh tinh thường tấn cả hiện trong đó lại nửa thường thanh tiếng sau khi đứng như lai về độ nếu có người thiện nam tử cùng thiền nữ nhân thù trì kinh này hoặc đồng hoặc tùng hoặc giải nói hoặc biên chém thời được một nghìn hai trăm ý công đơn dụng ý căn thanh tình đó dẫn đến nghe một kề một câu xuống thấu vô lượng vô biên nghĩa hiểu nghĩa đó rồi có thể diễn nói một câu một kề đến một tháng bốn tháng nhận đến một năm ca pháp nói ra tùy nghĩa thu kia đều dùng thần tương chẳng trời trái nhau nếu nói kinh sanh trong đời lời lẽ trì thế nghe nghiệp nói sống vân vân đều thuần chính pháp sáu đường chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên long nghĩ tưởng lòng đóng tác long hí luân thấy đều biên con dầu chưa được trí tuệ vô lậu mà ý căn thanh tình như thế người đó có suy nghĩ tinh lượng nói năng những chi thời đều là phẩm pháp cả không có gì là chẳng chân thân cũng là lời trong kinh của các phân thuở trương nói bây giờ đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ý người
con đó biết pháp thường trung hà nhận đến nghĩa một kệ thông đảm vô lượng nghĩa thứ để nói đúng pháp tham bốn tháng đến năm trong ngoài của cõi này tất cả các chúng sinh hoàng trời đồng và người già cho quý thần tại kia ở trong sáu đường nghĩ tưởng bao nhiêu điều cung bao trì pháp hoa đồng thời thấy đều biết vô số phần mười phương trăm phúng tướng trang nghiêm vì chúng sinh nói pháp đều nghe hay thu trì suy gặp vô lượng nghĩa nói pháp cũng vô lượng sao trước chẳng quên lòng bởi thu trì pháp hoa tròn biết các pháp tướng theo nghĩa rõ thứ đền suốt nhân từ ngữ ngôn như cho biết diện nói người đó có nói ra là pháp của phần tước vì diện nói pháp này ở trong chúng không sợ người trì kinh pháp hoa ý căn tình như thế dầu chưa được vô lậu chưa có tưởng dường hay người đó trì kinh này an trụ bẩm hy hưởng được phân xa chúng sinh vui mừng mà mến kính hay dùng niềm muôn ân lời lẽ răng hay khéo phân biệt mà nói pháp bởi trì kinh pháp